Người đàn ông này chính là một dị nhân đã sống được 500 tuổi. Anh là thành quả nghiên cứu của một nhóm khoa học nhằm sản xuất ra các cỗ máy giết người bất tử cho quân đội. Anh có hai bộ vuốt sắc nhọn chém sắt ngọt như mía. Cơ thể có cơ chế tự lành mọi vết thương, súng đạn cũng không là gì với anh cả. Nhưng số phận của anh lại vô cùng nghiệt ngã. Họ tạo ra anh nhưng không thể sai khiến được nên đã cử các dị nhân khác đi giết chết anh, thảm sát cả nhà anh cùng cô bạn gái xinh đẹp. Vậy anh ấy sẽ làm gì để có thể báo thù cho gia đình và người yêu của mình? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu với mình nha! James là con trai của một trang viên giàu có, cậu đang lên cơn sốt cao mà mãi không thuyên giảm. Bên cạnh là cậu thanh niên người hầu Victor thì vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu chủ. Ánh mắt của Victor với ông chủ vô cùng lạ lùng, lại còn giấu vũ khí phía sau lưng nữa chứ. Nhìn thấy con trai mình bị ốm không phục hồi được chút nào, ông cũng chỉ đành an ủi cậu bé. Nhưng lúc này, đột nhiên có tiếng động bên dưới nhà, giống như có người lạ đột nhập. Thế là ông chủ James liền dặn dò con trai ở im trong phòng không được ra ngoài. Rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà, Victor thấy vậy cũng khẩn trương đuổi theo, nhưng chưa được bao lâu thì James đã nghe thấy tiếng súng nổ ra cực lớn, cậu sợ hãi vùng dậy chạy xuống dưới nhà, thì phát hiện cha mình đang nằm hấp hối dưới đất, người ra tay lại chính là cha của cậu bé người hầu Victor. Cái chết của cha ngay trước mắt khiến cho James vô cùng sốc và không kìm chế được cơn tức giận. Không ngờ lúc này, hàng loạt chiếc móng vuốt đột nhiên mọc dài ra trên bàn tay James khiến cho cậu cũng phải bất ngờ về điều này. Sau đó James không một động tác thừa, đứng dậy phi đến chỗ hung thủ giết cha mình, dùng móng vuốt đâm xuyên qua lồng ngực ông ta. Nhưng ảo ma Canada hơn nữa là cha của Victor lại thở hổn hển nói với James rằng chính ông ta mới là cha ruột của James, còn Victor là anh trai ruột của cậu. Sự thật động trời này cộng thêm sự đột biến của cơ thể khiến James vô cùng bất lực. Cậu quay ra nhìn mẹ mình với ánh mắt căm thù rồi hoảng loạn chạy ra khỏi lâu đài. Thấy vậy, Victor liền lập tức đuổi theo và nói rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Cả hai đã bị phát hiện có gen dị nhân, nên sớm muộn gì họ cũng không thể sống được trong thị trấn này nữa. Victor lại càng không thể để James đi một mình. Từ đó về sau, cặp anh em ruột thịt này bắt đầu nương tựa vào nhau mà sống. Họ cùng đi qua trận chiến của các thời đại và chiến đấu một cách vô cùng anh dũng. Họ chính là những người biến dị có móng vuốt sắc nhọn của loài sói, thậm chí còn có cả khả năng tự phục hồi vết thương. Điều này đã khiến họ có thể sống sót qua các cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhưng rất nhanh sau đó, James đã phát hiện ra anh trai Victor lại có đam mê giết người bằng cách bẻ khớp cổ chữa đau vai gáy. Lấy điều đó làm thú vui, nên mỗi lần Victor ra tay, anh đã nhanh chóng cản lại, nhưng tất cả đều vô ích. Cơn khát máu trong người Victor càng lúc càng lớn, không những thế anh ta còn giết người một cách điên cuồng. Mãi cho đến một ngày, Victor coi thường kỷ luật của quân đội, giết chết cả đồng đội chiến hữu bên cạnh mình, và vì để bảo vệ Victor mà cuối cùng hai người đã bị bắt. Mặc dù họ rất nhanh đã bị xử bắn, nhưng vì họ có thể bất tử nên đương nhiên vẫn sống sót. Cũng từ đó, thân phận biến dị của hai anh em đã bị đại tá Streaker của quân đội Hoa Kỳ phát hiện, nên đã chiêu mộ hai người vào một lực lượng chiến đấu đột biến. Nhiệm vụ hành động đầu tiên của đội chính là ở Lagos, Nigeria. Thành viên trong đội ngoài James và Victor ra thì vẫn còn tay súng thần chính là đặc vụ Not. Người có sức mạnh khủng khiếp Lop chặn được cả họng súng đại bác siêu to khổng lồ. Rồi người có thể dùng ý thức để điều khiển máy móc Bradley và anh chàng Scott, một tay kiếm với tốc độ còn nhanh hơn cả đạn. Cùng John, người có thể di chuyển tức thời. Và trong lần giết chóc này, mục tiêu của Streaker lại chính là một thiên thạch đen tầm thường. Để làm rõ lai lịch của viên thiên thạch này, Streaker đã đại khai sát giới ở một thôn làng và uy hiếp họ nói ra chỗ viên thiên thạch đó đáp xuống. Nhưng dân làng vốn không biết cái cục xít đen đó là cái quần gì, nên không ai dám nói. Streaker liền ra lệnh cho biệt đội của mình giết chết hết dân làng, ép họ nói ra bằng được. Lúc này thì James cũng không nhịn nổi nữa, anh không muốn những người dân bị giết vô tội vạ như vậy, liền ngăn lại đồng đội của mình, nhưng cũng cứu sống chẳng được mấy người. Nhìn hành động dã man vô nhân tính, giết người vô tội vạ của Streaker, anh trai mình và những đồng đội khác, anh không muốn bản thân mình cũng trở thành kẻ ác nhân như vậy, nên James đã quyết định và nói với Victor, mình sẽ rời khỏi đội hành động của Streaker, không thực hiện nhiệm vụ nữa. Mặc kệ sự ngăn cản của anh trai Victor, James vẫn nguây nguẩy quay đít bỏ đi không quay đầu nhìn lại, để những con vợ khác đứng ngơ ngác như chó lắc nhìn nhau. Một thời gian sau, James ẩn cư ở Canada và trở thành một người thợ đốn củi đổi tên là Logan. Đồng thời anh cũng chung sống với Kayler, người con gái mà mình thương. Chỉ là những trải nghiệm trước đây đã trở thành ác mộng hàng đêm của Logan. Không lúc nào là anh không nhớ về những chuyện trong quá khứ.
Không những thế, trong lúc tỉnh lại trong cơn ác mộng, anh còn vô tình làm Kyler bị thương mà không hề biết. Nhưng cô lại không hề để ý đến điều đó mà đồng thời còn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi Logan. Ngày hôm sau, Logan lại đến một khu khai thác gỗ làm việc như mọi ngày. Thì Streaker lại đến tận đây để tìm anh. Thì ra, thành viên trong đội hành động từng người đã bị sát hại một cách bí ẩn. Không những thế, có người còn biến mất không một chút vết tích nào cả. Nên hắn ta liền hy vọng Logan có thể trở lại đội để tìm ra hung thủ đứng đằng sau những vụ án mất tích này. Nhưng anh sớm đã quen với cuộc sống yên bình ở đây, nên Logan không muốn bán mạng cho lão ta nữa. Vì nếu anh trở lại cũng đồng nghĩa với việc người anh yêu thương là Kyler sẽ gặp nguy hiểm. Không những thế, còn rất nhiều những hệ lụy xảy ra không thể lường trước được, nên Logan đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của lão. Nhưng điều khiến Logan không thể ngờ được, đó chính là vào ngày hôm sau, khi anh đi đốn gỗ trong rừng cùng những người anh em, bản năng người sói trong anh lại trỗi dậy. Khi Logan vô tình ngửi thấy mùi máu tanh hoang dã quanh đó, thì phát hiện một chiếc đầu của con gấu đã bị gặm bỏ lại đây, máu tươi vẫn còn rỉ rách. Không những thế, bên trên thân cây gần đó, còn có vết cào của móng vuốt. Anh liền chạy một mạch về nhà ngay sau đó. Quả nhiên đúng lúc này, khi Kyler đang trên đường đi dạy học về, thì đã bị Victor chặn đường. Nhìn thấy Victor với ánh mắt đáng sợ, Kyler cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra với mình, sau đó thì không có sau đó nữa. Logan vừa chạy được xuống đến chân núi thì phát hiện ra Kyler đang nằm trơ trọi ở đó rồi, xung quanh toàn bộ là máu. Logan đau đớn và biết được chính Victor đã giết Kyler, điều này khiến cho Logan như phát điên lên. Thế là anh lập tức tìm đến Victor để báo thù cho bạn gái, nhưng Logan lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Victor. Còn tên Victor thì lại đánh bại Logan một cách vô cùng đắc ý. Đã vậy lại còn giẫm nát móng vuốt của anh, sau đó liền nhẹ nhàng rời đi trong màn đêm đen tối. Ngày hôm sau, Logan tỉnh lại từ trong bệnh viện, anh vô cùng kích động khi nhìn thấy Streaker cũng có mặt ở đây. Anh cho rằng chính ông ta là người đã sai Victor đến giết Kyler để uy hiếp anh. Nhưng không ngờ, lão lại nói với Logan, do Victor tính cách hung hăng vô cùng khát máu nên lão đã nhốt anh ta lại. Nhưng rất nhanh anh ta đã trốn thoát và tuyên bố rằng sẽ hủy diệt toàn bộ đội hành động này. Do đó, Streaker hy vọng Logan có thể cùng mình đối phó với Victor. Ban đầu, Logan từ chối hợp tác với Streaker, nhưng lão ta lại nói là lão có thể cho Logan một loại vũ khí không thể nào phá hủy nổi, để anh có thể dễ dàng đánh bại Victor. Thì ra năm đó, Streaker đã tìm được thiên thạch đen, đồng thời đã luyện được một chất adamantium không thể nào phá hủy được từ nó. Và sau khi nhận được sự đồng ý của Logan, lão lập tức đem hợp chất adamantium dạng lỏng đó tiêm trực tiếp vào trong cơ thể của Logan, và từ đó cơ thể của Logan cũng có được bộ xương hợp kim. Mặc dù trong lúc phẫu thuật Logan gần như bỏ mạng, nhưng năng lực hồi phục vô cùng mạnh của anh đã giúp anh thoát được một kiếp. Còn lão Streaker khi thấy vũ khí X thành công sống dậy thì liền bảo thuộc hạ xóa hết ký ức của Logan đi, đồng thời chuẩn bị dùng DNA của anh để tạo ra vật thí nghiệm số 11. Nhưng điều khiến Streaker không thể ngờ được là Logan lại nghe thấy lời lão ta nói thuộc hạ, và chính sự trả thù đã thôi thúc khiến Logan vùng vẫy tỉnh dậy. Lúc này móng vuốt bằng thép sắc nhọn lập tức mọc ra cùng cái tên Wolverine mà Kyler đặt cho mình. Logan đã sống lại trong đau đớn. Sau khi có được bộ xương hợp kim vô cùng mạnh, Logan không sợ sự tấn công của bom đạn nữa. Và rất nhanh, anh đã trốn thoát ra khỏi phòng thí nghiệm của Streaker, thuận lợi trốn vào một nông trại hoang vu. Hai vợ chồng trong nông trại tốt bụng đã thu nhận Logan, đồng thời lại còn cho anh đồ ăn nóng hổi và chỗ ở tạm thời. Nhưng Streaker lại không từ bỏ việc truy bắt Logan, và hai vợ chồng tốt bụng cũng không may mà bị đặc vụ Zero bắn chết. Logan chỉ có thể lái chiếc xe mà ông lão cưng nhất, trốn ra khỏi nông trại. Chính sự sát hại hai vợ chồng vô tội khiến Logan tức điên lên. Anh dùng móng vuốt thép của mình cắt đứt cánh quạt, bắn rơi máy bay trực thăng của đặc vụ Zero để giết hắn. Sau khi cảnh cáo Streaker, Wolverine giải quyết luôn tên đặc vụ Zero đã giết hai vợ chồng già. Và để tìm vị trí của Victor, Logan đã tìm đến John và Fred của đội hành động. Sau khi tán gẫu một hồi, anh mới biết được, mấy năm nay, tên Streaker vẫn luôn truy bắt những người biến dị, đồng thời tiến hành thí nghiệm ở trên một hòn đảo nhỏ. Không những vậy, Logan còn phát hiện ra Victor thực ra chính là thuộc hạ của Streaker. Tất cả những điều này đều là vì tên Streaker muốn anh tham gia vào thí nghiệm nên mới cố tình bày ra cái bẫy này. Do đó, vì để tìm được hòn đảo nhỏ kia và dưới sự dẫn dắt của John, Logan đã tìm đến một người đàn ông được mệnh danh là ông hoàng đỏ đen Gambit. Thì ra, Gambit đã từng thành công trốn thoát trên hòn đảo nhỏ đó, nên chỉ có hắn mới biết vị trí của hòn đảo đó. Nhưng Gambit sau khi nhìn thấy lệnh bài của Logan thì liền cho rằng anh chính là thuộc hạ của Streaker. Do đó anh ta liền lập tức dùng quân bài Packer để tấn công Logan.
Lúc này, John đang đợi Logan ở cửa lại phát hiện ra tung tích của Victor. Mặc dù John có thể dịch chuyển tức thì, nhưng Victor sớm đã đoán ra được đường đi nước bước của anh. Và thế là rất nhanh, John đã bị Victor giết chết. Còn Logan bị Gambit đuổi ra khỏi sòng bạc thì vừa hay lại nhìn thấy tên hung thủ Victor đang chuẩn bị chạy trốn. Do đó anh lập tức hướng mục tiêu về phía anh ta, vật anh ta xuống đất. Nhưng chính lúc anh sắp giết Victor thì Gambit đột nhiên nhảy từ trên xuống. Năng lực khủng khiếp từ anh khiến Logan và Victor bật ra ngoài. Dưới sự chen chân của Gambit, Victor lại có cơ hội chạy thoát. Còn Logan phẫn nộ thì chỉ có thể khống chế Gambit trước, sau đó bắt anh ta đưa mình ra hòn đảo đó. Logan lên máy bay của Gambit đến được hòn đảo, mà bề ngoài là một nhà máy điện hạt nhân và gặp được Shrieker. Lúc này Logan mới phát hiện ra, Shrieker lại đem siêu năng lực của nhiều người biến dị, dung hòa vào một thí nghiệm số 11. Vật thí nghiệm này được Shrieker gọi là The Deadpool và cũng chính là khắc tinh của người biến dị. Mà điều khiến Logan càng kinh ngạc hơn là người yêu đã mất của mình cũng đang ở trên hòn đảo này. Thì ra tất cả những điều này đều là lời nói dối do tên Shrieker chuẩn bị kỹ càng. Để Logan phối hợp với thí nghiệm của mình, hắn đã cố tình sắp xếp Kaler ở bên cạnh anh để bí mật thăm dò. Còn Kaler thân là một người biến dị, cô cũng có năng lực khống chế suy nghĩ của người khác. Chân tướng này khiến Logan đau đớn như có hàng trăm nhát dao cứa vào tim. Anh từ bỏ báo thù mà lập tức rời đi trong thất vọng. Nhưng Logan không hề biết rằng Kaler làm như vậy thực chất là vì để bảo vệ cô em gái cũng là người biến dị của mình. Và chính lúc cô yêu cầu tên Shrieker thả em gái mình ra thì Victor lại chuẩn bị ra tay giết chết cô. Logan sắp rời khỏi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu chói tai của Kaler. Do đó anh đã không màng tất cả mà quay đầu xông tới và dễ dàng đánh bại Victor. Nhưng Logan không hề giết chết Victor mà chỉ đánh ngất anh đi mà thôi. Lúc này, Kaler cũng giải thích hết tất cả với Logan, người đàn ông mà cô yêu say đắm. Sau khi biết được hết mọi việc dưới sự dẫn dắt của Kaler, Logan nhìn thấy rất nhiều thiếu niên biến dị bị Shrieker bắt giam. Logan thả những đứa trẻ bị đem ra làm thí nghiệm ra, sau đó đưa theo người yêu, chuẩn bị rời đi. Tên Shrieker thấy vậy liền bất chấp sự ngăn cản của cấp dưới, mà vội vàng khởi động The Dead. Mặc dù The Deadpool đã bị dính chặt miệng, nhưng Logan vừa nhìn đã có thể nhận ra anh. Quét người đầy hài hước năm đó đã sớm mất hết nhân tính. Vì được kết hợp nhiều đặc tính của người biến dị nên dường như không ai có thể là đối thủ của The Deadpool. Anh không những có một cặp dao adamantium mà còn có năng lực tự chữa lành vô cùng mạnh mẽ của người sói. Dưới sự tấn công nhanh nhạy của The Deadpool, Logan dần mất đi khả năng chống cự, do đó anh chỉ có thể chờ lên lỗ thông khói. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên chính là The Deadpool lại còn có khả năng dịch chuyển thức thời như của John. Hên là chính lúc nguy cấp, Victor lại kịp thời xuất hiện. Dưới sự giúp đỡ của anh, hai người bắt đầu hợp lực chiến đấu với The Deadpool. Nhưng cho dù như vậy thì họ vẫn không phải đối thủ của The Deadpool. Hai mắt của hắn còn bắn ra một tia laser cực mạnh, và thế là rất nhanh, Victor đã rơi vào bước đường cùng. Nhưng chính vào lúc này, Logan nhắm chuẩn thời cơ, nhảy lên dùng móng vuốt sắc nhọn cắt đứt đầu của The Deadpool. Và khi nhìn thấy kẻ địch cuối cùng đã rơi xuống ống khói, Victor cũng lập tức nói lời tạm biệt với em trai mình, rời khỏi mảnh đất thị phi này. Và do ống khói bị tia laser cắt ngang lên đã bắt đầu sụp đổ, Logan cũng vội vàng nhảy xuống đất, nhưng một khối bê tông cực lớn lập tức đổ xuống người anh. Hên là Gambit đã kịp thời xuất hiện với cây gậy trong tay mới có thể giải quyết được rắc rối này cho anh. Còn ở bên này, em gái của Kaler thấy vậy thì lập tức dùng bộ da kim cương của mình để đỡ đạn cho mọi người. Tiếp đó, thiếu niên với đôi mắt laser cũng bắn tia laser cực mạnh về phía đám thủ vệ, và thế mới có thể giải quyết được tất cả kẻ địch. Nhưng Kaler lại bị trúng đạn trong lúc hỗn chiến lúc nãy. Logan vừa nhìn đã phát hiện ra người yêu bị thương, nhưng chính lúc anh chuẩn bị đưa Kaler rời khỏi đây thì Shrieker lại không muốn buông tha cho anh, đã nổ súng bắn về phía Logan. Logan bị trúng đạn thì lập tức điên lên, anh lập tức bổ nhào về phía tên Shrieker, nhưng anh lại không hề biết rằng viên đạn của hắn ta thực chất được tạo ra từ adamantium. Logan sau khi bị bắn vào ấn đường rất nhanh đã ngất đi. Tiếp đó, tên Shrieker vốn còn định giết luôn Kaler, nhưng Kaler đã khống chế hắn ta bằng cách chạm vào hắn. Dưới lệnh của Kaler, Shrieker vứt súng xuống, sau đó đi về phía xa. Cùng lúc đó, đám thiếu niên biến dị lại gặp được người tốt đã đến tiếp ứng từ trước, mà ông chính là giáo sư X có khả năng thần giao cách cảm. Do đó đám trẻ đã lập tức rời khỏi hòn đảo dưới sự chỉ dẫn của giáo sư X. Sau khi nhìn thấy đám nhóc an toàn rời khỏi, Gambit liền trở lại bên cạnh Logan, nhưng anh lại phát hiện ra, sau khi tỉnh lại, Logan đã hoàn toàn mất hết ký ức. Thậm chí đến tên của bản thân cũng không nhớ nổi. Do đó Gambit đã nói với Wolverine là mình tên
tên là Logan và bảo anh theo mình rời khỏi hòn đảo này. Nhưng chính lúc hai người rời đi, Logan lại vô tình nhìn thấy Kyler đã về với các cụ vì bị thương quá nặng. Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng trong lòng Logan lại dâng lên một cảm giác quen thuộc. Do đó anh liền bảo Gambit rời khỏi trước, sau đó đóng mắt người con gái đã từng quen biết này lại. Và dưới mệnh lệnh của Kyler, Stryker đi đến mức hai chân chảy máu thì bị phía quân đội tìm thấy. Xích mích giữa loài người và người biến dị dường như mới vừa bắt đầu. Được rồi, hôm nay mình xin được review đến đây thôi nha. Nếu như thấy thích video của mình thì đừng quên like và để lại bình luận nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.